LT9 performance. Chào mừng các bạn đến cái clip tiếp theo của LT9 performance, và hôm nay thì tiếp tục cái series mà độ chiếc Harley Triglide, Harley ba bánh mà mình đã có cơ hội thực hiện trước kia. Đấy, thì trước thì các bạn có thể xem clip là mình đã độ cái dàn cầu trị giá 600 triệu, đấy, cầu mềm đơn. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến cái phần động cơ. Thì tại sao mình lại phải cần nâng cấp động cơ của cái chiếc ba bánh này? Vì cái xe này ấy, nó nặng khoảng 500 cân cả tải, nếu mà có cả hành lý nữa. Thì đại khái là nó nặng gấp rưỡi một cái chiếc xe hai bánh, cộng với cả hai cái lốp rất là to. Đại khái là độ ì mặt đường thì nó lớn hơn xe hai bánh rất là nhiều, mà nó lại sử dụng một cái động cơ tương đồng với sức mạnh là có 107 cubic inch thôi. Và mình đã có cái dự định nâng cấp cái chiếc xe này lên 124 cubic, lúc đầu là 140. Đấy, nhưng mà mình đặt cái cục máy 140 thì bên Mỹ họ đang vướng cái bản quyền với cả hãng Harley, cho nên là họ không đặt cho mình một cái cục máy 140 được. Thì cục máy 140 là cục máy ngoại cỡ, và cái dự án đó ấy là thay toàn bộ cái động cơ này bằng một cái động cơ hoàn toàn bằng nhôm billet. Đấy, nhưng mà vướng bản quyền nên là họ không làm được. Và cuối cùng thì mình quay sang cái dự án là 124 cubic inch, thì vị chi nó sẽ rơi khoảng tầm hơn 2000cc. Là nói cho các bạn dễ hình dung thì ô tô chúng ta khoảng 2.5 thì cái xe này nó sẽ khoảng 2.1 đấy. Cubic inch là nó là đơn vị đo của Mỹ. Thì mình đã đặt toàn bộ tất cả những cái thứ cần thiết để có thể nâng cấp cái động cơ này lên, và kể cả hệ chuyển động là mình đã chuyển qua xích từ lần trước rồi, nếu mà các bạn có xem cái clip trước, là để chuẩn bị cho cái ngày hôm nay là chúng ta sẽ cùng lên cái sức mạnh cho cái động cơ này. Và hôm nay thì mình cũng sẽ dẫn dắt các bạn đi theo xuyên suốt cái toàn bộ cái project này, và từ cái lúc mà khởi công là bây giờ cho đến lúc nó hoàn thành, và chúng ta cùng theo dõi. Những gì mà mình đã đặt để có thể lên được cái dự án này, thì từ những thứ nhỏ nhất như là răng phớt, tất cả mọi thứ đều rất là cần thiết, và nó là một cái bộ kit dành riêng cho cái xe này, bởi vì là cái lòng xi lanh đã lớn hơn rồi thì chúng ta không thể dùng một cái răng bé hơn. Ok, đấy, thì nó bao gồm rất là nhiều thứ. Đây là những cái tuýp mỡ mà nhà sản xuất họ đã cho, thì mình sẽ kể ra những cái thành phần chính nhất từ trái qua phải đi. Ok, đây là bộ super tuner là để map lại cái xe này. Bởi vì sao? Bởi vì là chạy lên đến hơn 20 cubic inch nữa, nghĩa là từ khoảng 1.700 lên 2.100cc là mình phải map lại hoàn toàn, không thể đi được cái bản map zin, nó sẽ thiếu xăng gió rất là nhiều. Và để phù hợp với cái động cơ lớn thì mình có hai cái kim độ của fueling, và đây là cái gần như là bắt buộc. Thì cái kim nguyên bản nó rơi tầm 3.75g trên một giây, thì cái này mình đã lên 5.2g trên một giây, nghĩa là một giây nó phun được 5.2g nhiên liệu. Đây là cái bơm dầu độ của SS Cycle. Tại sao phải lên cái bơm dầu độ? Bởi vì là một cái động cơ mà có công suất lớn hơn ấy thì nó nóng hơn và cần được làm mát nhiều hơn. Đấy, thì cái này vừa là bôi trơn vừa là giải nhiệt. Đấy, cho nên là cái này là cái bắt buộc phải có trên tất cả những cái xe mà độ, mà kiểu không độ, khi các bạn lên cái chi tiết này ấy, nó cũng sẽ có tác dụng rất là tốt. Đấy, đây là support plate của cái trục cam. Đây là cũng của SS Cycle, làm thì thấy nó đồ động cơ mà người Mỹ họ làm nó đẹp không? Xanh blue. Ok, tiếp theo thì chúng ta có cái gì? Chúng ta có một cái bộ push rod tinh chỉnh được. Push rod là cái trục đẩy. Các bạn biết là Harley người ta không dùng xích cam mà người ta dùng cái đũa cam, thì cái này gọi là cái đũa cam. Đấy, cái đũa cam thì khi nó đẩy lên đẩy xuống này. Đấy, và cái này thì hơn gì cái bình thường, đấy là nó có phần tinh chỉnh dài ra hoặc là ngắn vào. Đấy, thì để làm sao để chỉnh được cái khoảng khe hở mà các bạn hay gọi là cái gì, khe hở nhiệt đấy. Đấy, thì Harley họ cũng có cái đó, và cái này cũng làm của SS Cycle. Đấy, thì cái này là một cái cực kỳ cần thiết, bởi vì động cơ độ ấy, nó sẽ nóng hơn, nó sẽ cần một cái độ giãn nở của cái con này khác, cũng như là khe hở nhiệt khác. Ok, tiếp theo thì đây là ốc, các thứ ở trong không nói rồi.
Đây chúng ta có một bộ con đội độ cũng của SS. Thì cái con đội độ này nó tác dụng là gì? Là khi mà cái push rod này nó gối lên cái con độ. Gối lên cái con đội. Đấy, thì con đội này là con đội thủy lực. Thì khi mà chạy ấy, nó sẽ ngập dầu ở trong này và nó sẽ có cái dầu ấy sẽ có tác dụng là giảm chấn. Vì các bạn biết là nó không thể va chạm một cách trực tiếp được, nó sẽ có một cái gần như là một cái xi lanh dầu ở trong này. Thì cái con đội độ ấy nó sẽ là một cái xi lanh có đường kính dầu, đường kính cái piston lớn hơn, chứa được nhiều dầu hơn và làm cho cái xe nó đỡ bị lún cái con đội này. Cái này thì cái các bạn có thể tìm hiểu thêm thế nào là cái push rod của Harley. Đây là cái gần như bắt buộc. Tiếp theo thì một trong những cái nhân vật quan trọng nhất đấy là cái trục cam 470G. Xin lỗi, đúng 470G không? 475G, xin lỗi, 475. Thì đây là một cái cam mà dành cho các xe touring, cam độ với cả cái gối bầu hơn zin tương đối là nhiều. Đấy. SS thì họ có cam 470, cam 520, 530, 570. Thì đó là chỉ độ rộng của cái lốp cam, là độ rộng của cái đường này. Nó cái này càng rộng ấy thì nó càng giữ cái supap mở lâu hơn, thì chúng ta càng hút được nhiều gió hơn cũng như là xả càng được lâu hơn. Thì đây là cái thành phần mà chiếm gần như là chủ yếu về sức mạnh, chỉ sau bộ xi lanh thôi, là trục cam rất quan trọng. Nếu mà cái bộ kit này mà đi với cái trục cam zin thì gần như là không đi được. Đó, cái supap nó sẽ không mở đủ lâu cũng như là không mở cả hút cả xả để có thể là hút thêm nhiên liệu vào, hút thêm nhiều nhiên liệu và tống nhiên liệu ra ngoài. Thì các bạn biết là nếu mà giống như một cái xi lanh to mà chúng ta lại chỉ dùng một cái vòi bé tí thì khi mà rút ý, nó sẽ bị thiếu. Đấy, thì cái này một dạng như vậy. Đây là cái bộ cam gear. Bởi vì sao lại dùng cam gear? Là cái nguyên bản lũ của nó là xích. Nghĩa là cái trục cam này nó sẽ được dẫn động bằng xích. Các anh chơi Harley chắc chắn đã biết. Và cái này thì phải chuyển qua cái bộ dùng răng, không dùng xích nữa. Chút nữa thì khi mà mở cái động cơ zin chúng ta sẽ biết. Đây là bộ lò xo đầu cũng như là phân kích độ cứng hơn nguyên bản để làm sao để nó tránh cho cái hiện tượng valve floating, nghĩa là sao nhỉ? Tránh cho cái hiện tượng supap bị nổi. Nghĩa là lò xo chưa kịp co về thì quả piston đã đánh lên rồi. Đấy, thì nó sẽ tránh được cái hiện tượng đó và bắt buộc phải dùng một bộ cam độ. Tiếp theo thì là một cái dàn ốc đầu bò độ là loại thép tốt hơn nguyên bản và chịu được cái lực giãn tốt hơn. Thì bởi vì sao? Bởi vì cái động cơ ấy nó đã được độ rồi thì cái lực đẩy nén của quả piston sẽ tăng lên, và nếu như là chúng ta dùng cái này bằng nguyên bản ấy thì nó sẽ rất dễ là bị rão cái phần ốc này, có thể xảy ra, cho nên mình đã nâng cấp cái này luôn. Ôi chết. Thì cái này nó đều bằng thép đen của S-Cycle, thì chút nữa chúng ta cũng sẽ nhìn kỹ hơn. Tiếp theo đấy là cái phần cò lăn đây. Cái này thì chắc cũng phải các anh chơi Harley thì mới biết nó là vị trí nào và tác dụng như thế nào, thì mình cũng có xin giải thích qua một chút luôn. Là bình thường ấy là cái xe Harley người ta sẽ dùng cò mổ, nghĩa là hai cái này nó sẽ không có cái viên bi này đấy, nó sẽ mổ thẳng vào hai cái supap. Nhưng bây giờ thì sẽ chuyển qua lăn đấy, nó sẽ giảm được ma sát đi và nó sẽ tăng cái hiệu năng lên, bù lại thì có thể là nó sẽ hơi kêu hơn một chút, nhưng mà cái này thì khống chế được. Và đây là một cái cũng gọi là bắt buộc phải có. Thực ra không có thì cũng được, nhưng mà mình thì mình muốn mọi thứ nó hiệu năng nó tốt lên thì cái này nó sẽ giảm ma sát ấy, có thể nó sẽ tăng được vài phần trăm mã lực nữa. Đó, cho nên là mình quyết định mình bổ sung thêm cái bộ cò lăn. Và cái nhân vật chính nhất của cái kit này đấy chính là quả piston và là bộ lòng xi lanh của SS Cycle. Thì chút nữa các bạn có thể nhìn kỹ cái độ hoàn thiện của cái quả piston là cực kỳ cao và rơi chắc là vứt luôn, nếu mà bây giờ rơi là vứt đi luôn đấy. Cả trước cả sau thì cái đường kính của cái quả piston này là nó sẽ rơi vào khoảng tầm 109 nếu mình nhớ không nhầm. Và chất lượng hoàn thiện thì tuyệt vời, không có gì phải chê đồ của SS Cycle cả, rất là đẹp. Và tiếp theo là cái piston pin gọi là cái ắc. Thì các bạn có thể nhìn thấy cái độ hoàn thiện của họ nhé. Đây này, mình thử này. Nhưng mà về lý ấy, về hiệu suất cao ấy thì cái ắc này càng chặt lại phải càng tốt.
Nhưng mà mình rất là thích cái độ mượt mà, vì các bạn nhìn cái rãnh ấy vào rất là khít, và độ dơ trông thì thế thôi nhưng mà độ dơ gần như là cũng không có đâu. Độ dơ là gần như là không có đâu. Đấy, mà nó vẫn mượt như vậy. Chút nữa thì chúng ta sẽ xem kỹ cái phần này. Đấy là một cái rất là tinh hoa của người Mỹ. À, tiếp theo là bộ lòng piston, à, xi lanh, loại Việt Nam hay gọi là xi lanh đấy. À, khá nặng. Đây thì sẽ có một cái chữ SS ở đâu đó đây. SNS. Và nó to, rất to. Nếu mà đút tay của mình vào thì vừa chắc phải đến vai. 124 cubic inch, 2100 phân khối. À, và như vậy là mình đã giới thiệu cơ bản những cái thành phần để tạo nên cái bộ kit này. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp ráp. Ok, xin mời các bạn theo dõi. Và như vậy là chúng ta đã tháo xong cái động cơ của chiếc ba bánh này. Và để có một cái nhìn trực quan hơn ấy, thì mình đã đặt những cái đồ cũ và đồ mới để chúng ta có một cái sự so sánh xác thực nhất. Thì sau khi mà tháo ra xong ấy, thì bên mình đã tiến hành vệ sinh cũng như là xử lý lại cái phần đầu bò. Các bạn có thể nhìn thấy đây là cái phần đầu bò sau khi đã được vệ sinh xong thì trông nó đã như mới rồi. Đấy, mình đã vệ sinh hết tất cả su pắp cũng như là chảo các thứ. Và cái đầu bò này thì đã được bên mình vào sẵn cái su pắp độ rồi. À không phải, cái lò xo giúp bắp độ rồi. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái sự so sánh cụ thể hơn. Đầu tiên thì là chúng ta có thể thấy hai quả piston. Đây, đây là cái nguyên bản trên xe và đây là cái đồ độ. Các bạn có thể thấy cơ bản là cái kích thước của nó cũng đã khác nhau khá là nhiều rồi. Đấy, và ngoài ra thì những cái phần như kiểu là váy quả
hay là những cái thiết kế nó cũng có thay đổi một chút đấy, để tăng cái hiệu năng lên. Còn cái đỉnh quả này thì cũng là một cái đỉnh quả phẳng thôi, không phải lồi giống như quả jean đấy. Chúng ta có thể nhìn thấy cái đỉnh quả nó tương đối là phẳng. Còn cái loại độ ấy, một số loại độ nữa ấy, thì cái đỉnh quả nó sẽ lồi lên một chút để tăng cái tỷ số nén nữa, nhưng mà cái quả này thì nó không như thế đấy. Tiếp theo là cái lòng piston, lòng xi lanh nguyên bản, bạn có thể nhìn thấy nó cũng nói chung là nhận ra được độ sự khác nhau giữa cả đường kính đấy, các bạn có thể nhìn qua. Thì chất lượng của hai cái lòng này thì về cái độ lớp tráng các thứ ấy, thì mình cũng chưa tìm hiểu sâu, nhưng có lẽ là cũng tương đương nhau thôi. Tiếp theo thì chúng ta có đến cái bộ dẫn động cam như lúc đầu mình bảo ấy, thì đây là cái cam gear, là nó sẽ chạy thẳng như này, một cái nối vào trục cam và một cái nối vào cái bánh răng của trục biên. Còn cái nguyên bản thì nó sẽ như thế này, nó là chạy với xích đấy, nghĩa là hai cái này sẽ có một cái sợi xích ở giữa, đấy chính là cái sợi này đây, mình dùng luôn cho các bạn xem đấy, và nó sẽ dẫn động bằng xích thay vì là bánh răng như thế kia đó, nó sẽ dẫn động như thế này đấy. Thì cái ưu điểm của cái bộ dẫn động bánh răng ấy thì nó sẽ chính xác hơn và nó truyền tải được nhiều cái, nghĩa là nó sẽ an toàn hơn với những cái cỗ máy độ. Nhưng bù lại thì có thể nó sẽ kêu hơn một chút, nhưng mà cái kêu này nó ngập trong dầu cho nên là sẽ không nhận ra đâu. Tiếp theo đấy là cái phần đũa chỉnh. Đây thì đây là cái đũa zin, các bạn có thể thấy là nó thẳng từ đầu đến cuối. Còn cái này thì đũa độ chúng ta có thể chỉnh dài ra này, đấy, dài ra này, ngắn lại này, bằng cách vặn. Đó, dài ra ngắn lại là do cái phần này chỉnh. Đây thì cái này cũng rất là cần thiết như lúc nãy mình có nói rồi. Tiếp theo là hai cái con đội độ. Thì cái con đội này thì chúng ta cũng sẽ khá khó nhìn, thì cũng không biết chỉ cho các bạn như nào, nhưng mà trông bề ngoài thì nó rất là giống nhau. Ok, một cái điểm nữa là cái cò, như mình đã nói đây là cò lăn đúng không? Đấy, như lúc đầu ấy thì đây là cái cò mổ. Đấy, các bạn có thể so sánh. Đấy, thì một cái là nó không có cái viên bi và nó chỉ mổ trực tiếp vào cái đầu của quả, đầu của cái supap. Còn cái này là nó sẽ được lăn ở trên cái supap. Đấy, lăn trên cái đầu. Tiếp theo đấy là cây cam. Nhìn thì có thể chúng ta sẽ không nhận ra ngay sự khác biệt, nhưng mà nếu mà nhìn kỹ thì chúng ta sẽ thấy khác biệt rất là nhiều. Đây, các bạn nhìn thấy được cái độ bầu của hai cái gối không? Đấy, một cái nó cái bên trái tay mình là cái độ thì nó bầu hơn rất là nhiều, và cái bên phải các bạn có thể thấy là nó nhọn hơn tương đối là nhiều. Ngoài ra ấy, thì cái vị trí sắp xếp các gối nó cũng khác nhau. Đây, thí dụ như các bạn nhìn thấy cái ở cùng vị trí này nhá, cùng vị trí nhá, nhưng cái gối này ấy, phía bên này nó sẽ không có cái gì, còn bên này là bắt đầu có cái gối đây, nghĩa là nó đã thay đổi, nó xếp lại cả cái tương quan giữa hai cái động cơ đấy, về cái kỳ nổ cũng như là tham minh nữa rồi. Ngoài cái độ bầu ra thì nó còn sắp xếp lại cả cái đó nữa, là cái đấy mà cái rất là quan trọng. Đây là hai cái con ốc. Bên tay phải của mình là cái nguyên bản, bên tay trái là cái màu đen. Thì chất liệu thì khác nhau thế nào thì mình cũng chưa nắm rõ, đây cái này thì chúng ta mới chỉ nhìn thấy là một cái màu nó khác thôi. Và tiếp theo là cái taper stop, nghĩa là cái chặn cái con đội. Đây là cái nguyên bản đấy, bằng nhựa, còn cái độ là của LS Cycle đây, các bạn nhìn thấy nó bằng nhôm. Đấy, cái này là cái để định hình cái con đội, khiến cho nó không bị chạy tròn ở trong cái ổ. Đây, chúng ta có thể thấy đấy, khác nhau khá là nhiều. Ok, tiếp theo thì cái tấm cam cũng như là cái bơm. Đây là cái độ độ, bạn có thể thấy nhá. Còn tác dụng thì lúc đầu mình đã phân tích rồi. Còn đây là đồ zin. Đấy, khác nhau rất là nhiều. Và như vậy thì mình cũng đã giới thiệu sơ qua những cái điểm khác biệt chính của cái động cơ độ này. Ngoài ra thì còn bên mình còn phải tinh chỉnh rất nhiều thứ, như là bên mình sẽ phải chỉnh lại xiang măng này để sao cho nó có cái độ khít vừa phải. Thì tất cả những cái độ ấy đều yêu cầu là chúng ta là phải xem xét trước khi lắp, xem xét và tính toán, chứ không phải là lắp một phát là ăn luôn. Mặc dù đây đã là bộ kit rồi, nhưng mà cái xiang măng bên mình đã phải mài đi khá. Thì mình sẽ có cái video cụ thể khi mà mình tiến hành mài và lắp đặt. Bây giờ thì chúng ta cũng tiến hành đến cái khâu lắp đặt.